bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. PSG đồng ý đề nghị của MU cho Mbappe. Nóng, Atalanta đã thỏa thuận bán Højlund cho MU. Phát kiến của Ten Hag sẽ cứu rỗi Sancho. Không còn cánh cửa nào cho Martial. PSG đồng ý đề nghị của MU cho Mbappe. Theo phóng viên Raham Merced của Sky Sport News, MU là một trong những câu lạc bộ quan tâm đến việc ký hợp đồng với Kylian Mbappe. PSG đang muốn bán Mbappe vào mùa hè này. Đội bóng của Saudi Pro League Al Hilal được cho đã gửi lời đề nghị trị giá 300 triệu euro để ký hợp đồng với ngôi sao người Pháp. Nếu như thương vụ thành công, đó sẽ là mức phí kỷ lục thế giới dành cho một cầu thủ bóng đá. Phát biểu trên Sky Sport News, Seth đã mô tả thị trường dành cho Mbappe là siêu cạnh tranh và nói thêm rằng PSG tin MU có thể đưa ra lời đề nghị. Seth cho biết PSG sẽ lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào dành cho Mbappe, bao gồm cả các hợp đồng chờ mượn. Đây có thể là một động lực lớn cho Man United nếu như cầu thủ người Pháp muốn chuyển đến Old Trafford. Seth nói, lời đề nghị của Al Hilal không phải là lời đề nghị duy nhất mà PSG nhận được. Thị trường dành cho Mbappe là siêu cạnh tranh. Một số lượng lớn các câu lạc bộ đã bày tỏ sự quan tâm trong 48 giờ qua và đang lập hồ sơ dự thầu. PSG, chúng tôi được biết sẽ lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào. Họ không quan tâm cậu ấy sẽ đi đâu, không có cảm xúc. Giữa tất cả chỉ là về tiền bạc. Họ sẽ lắng nghe những lời đề nghị cho mượn, nhưng rõ ràng là họ muốn có một khoản phí chuyển nhượng lớn hơn. PSG tin rằng các câu lạc bộ quan tâm bao gồm Chelsea, MU, Tottenham, Inter Milan và Barcelona. Tất nhiên câu lạc bộ nào trong số đó có thể đến gần với lời đề nghị của Al Hilal. Nhưng PSG đang nói là chúng tôi sẽ thắng lắng nghe bất cứ lời đề nghị nào. Có cảm giác rằng Real Madrid giờ đây có thể bị cám dỗ để đưa ra lời đề nghị. Nóng, Atalanta đã thỏa thuận bán Højlund cho MU. Trao đổi với Code Upside, ký giả Fabrizio Romano đã mang đến những tiết lộ mới xoay quanh thương vụ đắt giá của Màn Đỏ. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, MU đang chuẩn bị gửi đến Atalanta lời đề nghị chính thức đầu tiên dành cho Højlund và họ sẽ nỗ lực để đạt được thỏa thuận chung với câu lạc bộ đến từ Serie A ngay trong tuần tới. Đáng chú ý là Romano khẳng định Atalanta cũng đã bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế Højlund bởi họ tin rằng mình sẽ tìm được tiếng nói chung với Man United, ký giả người Ý chia sẻ. MU là ứng viên sáng giá nhưng họ biết rằng mình cần phải nhanh chóng hoàn tất thương vụ này. Tuần tới sẽ là một giai đoạn thực sự quan trọng để thực hiện thỏa thuận. Cho đến nay thì mới chỉ có những cuộc thảo luận về việc có thể bao gồm những cầu thủ như Fred vào thỏa thuận hay không, nhưng sẽ sớm có lời đề nghị chính thức. Atalanta đã bắt đầu tìm người thay thế Højlund vì họ cảm thấy mình có thể đạt được thỏa thuận với Màn Đỏ. Tôi không thể dự đoán liệu thương vụ này có được thực hiện trong tuần tới hay không, nhưng chắc chắn kế hoạch của MU là thúc đẩy mọi thứ trong tuần tới đây. Phát kiến của Ten Hag sẽ cứu rỗi Sancho. Mùa giải vừa qua thì Erik Ten Hag đã khiến giới chuyên môn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi kéo Luke Shaw vào đá trung vệ, bố trí Bruno từ tiền vệ lệch phải đến tiền vệ trụ, hay Joe Westgott, một trung phong cao to đá số 10. Cho nên nếu như ông thử nghiệm Jadon Sancho một chân chạy cánh thực thụ chơi vị trí số 9 ảo có lẽ không có gì quá bất ngờ. Những trận giao hữu vừa qua, ngôi sao người Anh luôn được Erik Ten Hag trao cơ hội ngay từ đầu, dẫu không phải là tiền đạo cánh trái hay phải như sở trường của anh mà số 9 ảo. Tuy không có trận nào hay trận dở, nhưng màn trình diễn của cựu sao Borussia Dortmund trong trận đấu gặp Arsenal vừa qua là đáng khen với một pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho Man United. Thực tế mùa vừa rồi Ten Hag thường xếp Jadon Sancho đá vị trí số 10 và anh thể hiện khá tốt. Ai cũng biết cầu thủ số 23 tuổi vốn mạnh về khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí, chuyền bóng và kỹ năng ghi bàn. Mùa vừa rồi những vị trí đá số 10 đã được phát huy khả năng chuyền bóng, chạy chỗ rất tốt của mình. Với những phẩm chất đó, nếu như phải nhô cao, tiếp cận khung thành nhiều hơn ở vai trò số 9 ảo là không thành vấn đề. Dù từ khi chơi cho Màn Đỏ thì Sancho không còn những pha bứt tốc làm nên thương hiệu tại Bundesliga, nhưng cơ bản anh vẫn nhanh nhẹn và xử lý bóng khéo léo nên trong phạm vi ngắn có thể chiếm cơ hội ghi bàn như trong trận đấu với Arsenal. Tuy nhiên, một khi Sancho chơi vị trí số 9 ảo sẽ phải thường xuyên đối mặt với những tiền vệ đánh chặn và trung vệ cao to, nhanh, khỏe của đối phương. Tới đây là điểm yếu về thể hình có thể khiến ngôi sao của Quỷ Đỏ gặp bất lợi. Điều này đã bộc lộ rõ ở mùa giải vừa qua khi Sancho hoàn toàn thất thế ở những cuộc cạnh tranh chấp tay đôi, cân sự tì đè và cản lướt. Tuy thể hình của tuyển thủ Tam Sư trông có vẻ đã dày lên đôi chút, nhưng trong sớm một chiều để cải thiện hoàn toàn điểm yếu là rất khó. Nếu như hạn chế này vẫn tồn tại, khả năng Sancho thường xuyên đá cao nhất trên hàng công của MU có lẽ khó xảy ra. Đây cũng chỉ là thử nghiệm của Erik Ten Hag trong đợt giao hữu đầu tiên của mùa giải, bởi vì chuyển nhượng còn khá dài và Quỷ Đỏ vẫn đang dồn toàn lực mang về một trung phong chất lượng. Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra thì Marco Rashford sẽ chơi cao nhất trên hàng công và khi đấy thì Jadon Sancho sẽ được chám vào vị trí tiền đạo trái hoặc phải, nơi phù hợp nhất về thế mạnh của anh. Điều này làm nên một chiến lược gia tài giỏi và sự sáng tạo không ngừng trong cách sử dụng nhân sự để mang đến tính linh hoạt và gây bất ngờ cho đối phương. Với Jadon Sancho đá số 9 ảo, liệu Ten Hag có đi xa hơn mục đích thử nghiệm?
Không còn cánh cửa nào cho Martial. Thi đấu kém ấn tượng và thường xuyên dính chấn thương, cầu thủ người Pháp đang dần trở thành người thừa tại sân Old Trafford. Có lẽ cổ động viên của MU chưa thể quên khoảnh khắc Anthony Martial biến Martin Skrtel thành hã hề, sau đó sút tu lưới Liverpool làm cầu trường Old Trafford như vỡ òa. Đó là điểm nhấn đầu tiên của chân sút người Pháp tại xứ sương mù. Thế nhưng những gì tinh túy nhất dường như đã bị Martial bỏ lại ở mùa giải 2015-2016. Martial đã dính lời nguyền Golden Boy khi đa số các cầu thủ nhận danh hiệu cá nhân kể trên đều sa sút một cách thảm hại. Thực tế thì năm tháng Anthony Martial khoác áo MU gắn liền với những chấn thương. Sau gần 8 mùa, cầu thủ sinh năm 95 mới chỉ ra sân 196 trận tại Premier League, con số cực kỳ khiêm tốn. Mặt khác thì ngôi sao gốc Guadeloupe được biết đến là tiền đạo thi đấu ngẫu hứng, phụ thuộc vào tâm trạng cũng như cảm xúc cá nhân. Giờ đây hâm mộ còn MU phải tự nhận hỏi là Martial còn cánh cửa nào để tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Ở mùa hè năm 2022, anh gây ấn tượng mạnh và được huấn luyện viên Erik ten Hag đánh giá cao. Tuy nhiên Martial quá mẫn cảm với chấn thương và không đảm bảo sự ổn định trên hàng công, điều đó thấy Manchester. Trong tour du đấu hè 2023, cái tên Martial gần như đã chìm vào quên lãng. Ở các trận đấu gặp Leeds United, Lyon và mới đây nhất là Arsenal, cựu sao của AS Monaco đều không góp mặt. Ông ten Hag cũng thoải mái thử nghiệm Jadon Sancho ở vị trí tiền đạo ảo, hoặc có thể kể đến là Joe Hugin và Nam Emeran, bộ đôi cầu thủ trẻ đang làm mưa làm gió trong khoảng thời gian qua. Theo The Atlantic, MU đã đạt thỏa thuận cá nhân với Hojlund. Đây là cơ sở để tin rằng Martial sắp bị giao bán. Ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ muốn đẩy đi các nhân tố không còn nằm trên kế hoạch để làm dày ngân sách chuyển nhượng. Thực tế thì sau khi hoàn tất hai thương vụ là Andre Onana và Mason Mount, trung phong là vị trí chủ chốt duy nhất còn lại mà MU hướng đến. Dù vậy sẽ lý tưởng hơn nếu như Man Đỏ mua thêm một trung vệ hoặc hậu vệ phải. Đến nay, chưa có bất kỳ cái tên nào gửi lời đề nghị hỏi mua Anthony Martial. Thế nhưng thật khó cho ngôi sao 27 tuổi khi khoảng thời gian ra sân của anh ít dần qua từng mùa. Đó có lẽ là ngày Anthony Martial chia tay Old Trafford, chỉ còn là vấn đề thời gian. Đấy cũng là phương án tốt nhất cho cả Quỷ Đỏ lẫn tuyển thủ Pháp. Nếu như Man Đỏ hoàn tất thương vụ chiêu mộ Hojlund, cơ hội để Anthony Martial ra sân coi như chấm hết. Do vậy anh cần phải tìm bến đỗ mới thích hợp hơn để được thi đấu thường xuyên.